việt nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu thế phát triển tất yếu khách quan của lịch sử đó chính là câu trả lời cho câu hỏi quá độ đi đâu việt nam quá độ đi đâu và tìm cái gì mà thế lực thù địch phản động tung lên mạng xã hội thực tế xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội mới hoàn toàn về chất so với các chế độ xã hội trước đó với ý nghĩa đó thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là sự giao thoa giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội cho nên đi lên chủ nghĩa xã hội tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với những khó khăn thách thức thậm chí là những va vấp những khúc ngoặt tạm thời vì thế cũng không phải ngẫu nhiên các thế lực thù địch lại thường xuyên chống phá chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh nền tảng tư tưởng của đảng trong đó có việc xuyên tạc bản chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam việt nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là sự lựa chọn theo đúng xu hướng phát triển về hình thái kinh tế xã hội theo lý luận của chủ nghĩa mark lenin đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân là sự lựa chọn đúng đắn của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử những luận điệu xuyên tạc về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà các thế lực thù địch phản động trong đó có phạm trần nêu ra đều là những chiêu trò bôi đen sự thật để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm chống phá đảng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa đang xây dựng ở việt nam đảng cộng sản việt nam luôn tự chỉnh đốn và đổi mới để xứng đáng với vai trò tiền phong thực chất của việc xuyên tạc công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng về thời kỳ quá độ đồng thời nhấn mạnh vào những khó khăn thách thức mà việt nam phải đối diện đã và đang trải qua chính là nhằm kích động gây hoang mang trong các tầng lớp nhân dân làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam thông qua đó hướng đến việc đòi đa nguyên chính trị đa đảng đối lập đòi ra báo tư nhân đòi xây dựng chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa theo mô hình phương tây sự thâm độc của việc bôi đen sự thật đời sống chính trị ở việt nam của câu hỏi quá độ đi đâu mà phạm trần nêu ra chính là một dạng bẫy dân chủ nhằm thúc đẩy sự tự diễn biến tự chuyển hóa trong một bộ phận những cán bộ đảng viên đã và đang suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Song dù có sử dụng chiêu trò nào cũng không thể bẻ cong được sự thật rằng, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực. Sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội khi đó chỉ là tạm thời, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Để hoàn thành trọng trách lãnh đạo nhân dân kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì Đảng phải luôn trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi từng cấp ủy Đảng từng cán bộ đảng viên không chỉ phải nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch mà còn phải đẩy mạnh phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng đảm bảo hoàn thành xuất sắc trọng trách mà tổ quốc và nhân dân giao phó